Dạ, Hiếu Phan Blog xin mến chào tất cả quý khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu. Thì nội dung thông tin hôm nay Hiếu xin cập nhật thông tin có liên quan đến Thiền Am cũng như là liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì uh, trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gọi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý khán giả trên kênh của Hiếu cùng với gia đình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và làm ăn phát tài à thì xin kính thưa quý vị khán giả mấy ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến và theo dõi hai cái phiên tòa trong hai cái vụ án thứ nhất là bà nguyễn phương hằng thứ hai là vụ của thiền am vụ của bà nguyễn phương hằng thì chúng ta cũng đã xem cái phiên tòa sơ thẩm cũng đã diễn ra xét xử nhà báo hàn ni cũng như là luật sư trần văn sĩ thì cái mức án dành cho hai luật sư này chắc có lẽ là vị khán giả cũng đã biết đúng không ạ à? thì hôm qua là ngày 4 tháng 3 thì bên phía tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An cũng có một cái phiên tòa xét xử nữa đó là cái phiên tòa dân sự đó, xem xét xét xử về cái giải quyết cái vụ việc có liên quan đến là quyền tranh chấp nuôi con con nuôi đối với bé gia bảo là bé phúc tâm thưa vị thì qua hai cái phiên tòa này hôm nay hiếu thấy rất là đông lực lượng youtuber đi theo ủng hộ cho bà nguyễn phương hằng cũng là phe đối lập của thiền a minh bà vũ trụ họ tấn công những người đi theo, binh vực và ủng hộ cho luật sư sĩ và hàng Ni cũng như là ủng hộ cho thiền am thì cũng bị họ tấn công rất là dữ dội à, mới đi nhất thì à, hiếu có xem một vài kênh youtube đi theo ủng hộ cho bà nguyễn phương hằng á là tấn công à, nói xấu về à, đại gia đình thiền am Nói chung cũng như là họ cười chê đối với à, những ai mà đi theo ủng hộ cho thiện am minh bà vũ trụ à, với những câu từ cũng rất là khó nghe và mỉa mai cho rằng là ừ, chúng ta yêu thương thiện am minh bà vũ trụ cũng chỉ vì tiền đó rồi bây giờ thì tan đàn sẽ nghe hết trơn rồi chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm với nhau rồi bôi móc nhau trên mạng xã hội thì họ có một cái sự vui mừng đó là hê ở đây thì Hiếu cũng cảm thấy rất là nhói lòng đó thưa vị thì cũng mong rằng là anh chị em từ trước đến giờ yêu thương Thiền Am á thì chúng ta cũng nên bỏ qua cái tôi mọi cái sự việc có thể là ngồi lại với nhau để mà thỏa thuận thương lượng như thế nào đó, đó chuyện nào ra chuyện đó cho xong đi rồi chúng ta lại tiếp tục là đồng lòng đoàn kết với nhau để mà yêu thương ủng hộ Thiền Am, có cái tiếng nói chung để mà đi tìm lại công bằng lẽ phải cho họ ở đây chứ chúng ta đấu đá với nhau thì làm cho bên phe bên kia đó họ ngồi họ cười thưa quý vị. Đó thì có những cái bài viết những cái bài đăng với những cái tiêu đề cũng khá là sốc. Đó hôm nay thì họ cho rằng là những người đi binh vực thiền am à, chuẩn bị là vào tù rồi vào cổng số 8 rồi trục lợi gì đó vân vân các kiểu hết thì cảm thấy rất là À, buồn thưa quý vị khán giả khi mà họ vu khống gắn ghép bịa đặt như vậy cho nên là chúng ta cũng cần phải lên tiếng và mới đi nhất thì uh, có một vài kênh họ cũng liệt kê luật sư thanh trần vào danh sách đó là cho rằng là là chị thanh trần vu khống xúc phạm đến dự trường nhân phẩm của bà nguyễn vương hằng gì đó vào cái công ty cổ phần đại nam hay là trong cái mùa dịch bình oxy gì đó vân vân đó thì họ cũng liệt kê chị thanh trần bởi vì họ nói rằng sau hàng ni có thể là À, tới luật sư Thanh Trần gì đó vân còn có kênh khác thì à, họ cũng cho rằng là tại sao Thanh Trần à, không được bà Nguyễn Phương Hằng liệt kê vào danh sách 35 à, kênh YouTube lên mạng xã hội du khống gắn ghép bịa đặt xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của bà cũng như là công ty bà thưa vị đó thì cũng có rất là nhiều uh, sự uh, chia sẻ nó khác nhau mà đa số thì họ binh vực bà Nguyễn Phương Hằng bất chấp thưa vị mặc dù bà ấy cũng đã uh, có tội cũng đã có cái phiên tòa và cái mức án cũng dành cho bà 3 năm rồi thì họ vẫn lên trên mạng xã hội họ khen bà Hằng cái này họ khen cái kia rồi binh vực bảo vệ bưng bô bất chấp luôn mà trong khi đó thì chúng ta yêu thương và binh vực cho thiền am thì họ lại cho rằng là chúng ta binh vực tà đạo thưa quý vị đó thì như thế thì việc khán giả thấy như thế nào quý vị có bức xúc hay không à chúng ta cần phải lên tiếng thưa quý vị đó để không thì họ cho mình là cái này đúng cho mình là cái này hoàn toàn nói là chính xác đó trong khi thì chúng ta nói cái gì họ cũng chê bai chúng ta đó và cho rằng là chúng ta đi binh vực cái xấu cái này vân vân nhưng mà chúng ta thấy rằng là thiền am là một cái nơi họ tu tại gia nuôi dưỡng bảo bọc những mảnh đời bất hạnh như là những đứa trẻ và các thầy thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi ha đó nhưng mà lại bị dư luận cũng như là những kênh youtube ở trên mạng xã hội luôn luôn bị đặt phu khống gán ghép và xúc phạm rất là dữ dội rất là nặng nề thưa quý vị còn trong khi đó thì bà Hằng cũng lên trên mạng xã hội chửi bới xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người này người kia và đặc biệt là xúc phạm đến thầy ông nội nhục mạ thầy rồi chửi bới uh, bất chấp luôn đó thì quý vị thấy như thế nào văn hóa và đạo đức của một CEO của một tổng giám đốc công ty cổ phần lớn như vậy thì vị khán giả có đồng tình hay không nó có cảm thấy bức xúc ở đây hay không đó thì tại sao chúng ta không lên tiếng thưa quý vị nó để chúng ta phản biện lại những thành phần tổ chức cá nhân đó nhưng mà trong khi đó họ nói thì họ không có suy nghĩ lại uh, cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng và lúc nào họ cũng đem ra những cái chuyện mà bà Hằng làm thiền nguyện như thế này thế nọ tốt rồi mở quỹ mổ tim hàng hữu gì đó vân vân giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh cơ nhỡ khó khăn những gia đình có hoàn cảnh mà nó không có được may mắn đó thưa vị đó thì họ đem lên họ khen nhưng mà họ quên đi cái tính chất của cái vụ việc 331 đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm các lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì cũng xúc phạm đến chủ tịch ủy ban nhân dân phố Phan Văn Mãi, rồi ca sĩ, nghệ sĩ, người già, trẻ em lớn tuổi gì đó bà chửi lán ở trên thử vị đó, vậy đó mà họ không lên tiếng, họ phản biện hay là họ phân tích đúng sai như thế nào về cái uh, những buổi live stream đó của bà Hằng, về những phát ngôn đó của bà đó đằng này thì họ chỉ khen bà hằng đưa ra những cái sự việc mà nó đã rồi không à thưa vị nó chuyện nào ra chuyện đó đúng không quý vị khán giả không thể nào mà gộp chung được bả làm cái này cái kia mà bả làm á nếu mà được phước thì bả hưởng còn nếu mà bả sai với pháp luật thì phải bị trừng trị thôi thì cũng phải gạch rồi đúng không à thì đó là cái điều mà chúng ta cần thiết ở những kênh youtube ủng hộ cho bằng nguyễn vương hằng đó chứ đằng này thì họ lúc nào cũng lên là biện luận thế này biện luận thế kia rồi uh, phản uh, pháo lại chúng ta đó và xuyên tạc về những cái hành vi uh, mà nó không có mà gãy gán ghép cho thiền am thì chúng ta không thể nào mà chấp nhận được và thì một nạn nhân ở trong cái vụ án của bà nguyễn phương hằng mà hôm nay hiếu muốn chia sẻ cái bài viết này của chị để cho tất cả vị khán giả được biết là chị này cũng là một trong những kênh youtube cũng đang bị tấn công rất là dữ dội. Từ trước đến giờ thì nhắc đến Đinh Lan thì quý vị khán giả cũng không có xa lạ gì, đúng không ạ? À? Thì lúc nào ở bên kia đó họ cũng lên trên mạng xã hội đến 40 kênh YouTube mà Đinh Lan hiện tại đây làm đơn để mà tố cáo những cái kênh này xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của chị cũng như là làm cho cái đời sống riêng tư của chị á nó trở nên lo lắng hoang mang không có được bình yên ngày nào hết thưa vị bởi vì những kênh youtube này tấn công rất là dữ dội cũng như là tấn công thiền am vậy đó thưa vị thì sắp tới đây cũng sẽ có một cái phiên tòa đó là phiên tòa phúc thẩm vào ngày 11 tháng 3 diễn ra xét xử lại trong cái vụ án là lợi dụng quyền tự do dân chủ luôn đó thưa vị đó là điều 331 à, về những cái người mà có liên quan chẳng hạn như là luật sư tiến sĩ lực giảng viên trường đại học luật thành phố hồ chí minh là đặng anh quân hay là những nhân viên hà nhi tân của bà nguyễn phương hằng á thì họ than phiền cái mức án của họ nặng để xem là cái phiên tòa phúc thẩm diễn ra là bên Hội đồng xét xử có giảm án cho họ hay không? thì chúng ta còn chờ đợi sau phiên tòa ngày 11 tháng 3 sắp tới đây, nha thưa quý vị, để trở lại với cái sự việc của Đinh Lan nó tố cáo cũng như là phản biện phòng vệ về những cái sự tấn công của những kênh YouTube này, thì Đinh Lan cũng cho rằng là cô phản kháng lại những cái kênh YouTube này thì nó trong khuôn khổ của pháp luật cho phép, thì Đinh Lan nói như sau. À, đã có án lệ sau vụ xét xử đặng thị hằng đi tôi đinh thị lan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi viết bài viết chia sẻ này trước sự tấn công dồn dập của 40 youtuber ủng hộ phạm nhân nguyễn phương hằng cho nên tôi đinh thị lan mới phản kháng trong khuôn khổ pháp luật cho phép như sau phiên tòa xét xử phúc thẩm nguyễn phương hằng và các đồng phạm diễn ra vào ngày 11 tháng 3 Năm 2024, tôi Đinh Thị Lan được hợp pháp trình bày hai vấn đề mà tôi được pháp luật công nhận trong vai trò của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Được nhận đó là kháng cáo về vai trò của tôi là bị hại và mức bồi thường thiệt hại. Thứ nhất, tôi Đinh Thị Lan là người bị hại của Nguyễn Phương Hằng và Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng. Trong vụ hai người này đã dùng thủ đoạn đê hèn muốn tống tôi vào tù khi vu khống tôi chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc bé Quỳnh Hằng Hữu vào tháng 7 năm 2021. Có bút lục 32 trang trong vụ án này nhưng chưa được công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ. Thứ hai, mức bồi thường thiệt hại tội vu khống dựa vào chứng cứ mà luật sư của tôi đã kiểm trước những chứng từ hợp lệ là 2 tỷ 930 triệu đồng sẽ được cung cấp cho tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 3 năm 2024. Lưu ý tôi Đinh Thị Lan không tố cáo Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm vì hành vi vu khống làm nhục tôi trên mạng nên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử bỏ lọt tội phạm cho hành vi có trong bút lục của vụ án này nên khả năng quỷ án sơ thẩm để điều tra và xét xử lại rất cao lên đến 99%. Vụ án Nguyễn Phương Hằng cực kỳ phức tạp khi các đối tượng dựa hơi Nguyễn Phương Hằng để tấn công người khác sẽ được giải quyết dứt điểm vào ngày 11 tháng 3 năm 2024. Đinh Lan và Hàng Ni là nạn nhân của Nguyễn Phương Hằng cùng 40 kênh Youtube. Nguyễn Phương Hằng Quỳnh Quý Dũng tổ chức họp báo ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại khu du lịch Đại Nam, Bình Dương mời hơn 100 báo đài và hàng trăm youtuber đến để nghe câu chuyện bốc phốt Võ Hoàng Yên đã lừa đảo tiền của bà ta gần 200 tỷ đồng. Trong buổi thoát show đó, Nguyễn Phương Hằng lại bốc phốt một vị lãnh đạo năm 2001 đã gạ gẫm Nguyễn Phương Hằng đổi tình dục lấy chữ ký khi duyệt đất quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bóc phốt mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015. Trường hợp sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông Phương tiện điện tử để phạm tội sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm còn nếu bóc phốt sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự uy tín của cá nhân tổ chức thì người bóc phốt có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vu khống Tôi Đinh Thị Lan quyết tâm ngày 11 tháng 3 năm 2024 đến phiên tòa để tố cáo nộp bằng chứng phạm tội của Nguyễn Phương Hằng, Quỳnh Quy Dũng, Quỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà cùng năm khách mời là tiến sĩ lực Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim, YouTuber góc nhìn Jimmy, Quỳnh tên thật là Quỳnh Trung Hiếu, anh nông dân tên thật là Nguyễn Đắc Lộc phúc tài chính cùng 40 kênh YouTube. Đó là cái bài viết của Đinh Lan thông báo cho chúng ta được biết là vào ngày 11 tháng 3 sắp tới đây, Đinh Lan quyết tâm là sẽ có mặt tại phiên tòa đó để nộp đầy đủ bằng chứng cơ sở của những người mà đã xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của chị thưa quý vị. Ở bên cạnh đó thì Đinh Lan cũng nói rất là rõ là những gì mà Đinh Lan phòng vệ phản kháng lại những kênh YouTube này, những người xúc phạm chị thì chị phản kháng trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Nhưng ở đây thì hiểu thấy hàng ngày những kênh YouTube này vẫn đều đặn một ngày lên hai ba cái video trên một kênh để mà tấn công hay là xúc phạm đến Đinh Lan còn cái sự việc như thế nào ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta còn chờ đợi người trong cuộc sẽ trả lời cho chúng ta được biết vào ngày 11 tháng 3 sắp tới đây sau cái phiên tòa kết thúc thưa quý vị để xem là bên phía tòa án hội đồng xét xử họ sẽ xem xét và giải quyết cái sự việc này như thế nào cho Đinh Lan thì chúng ta còn chờ đợi thời gian nhé qua đây thì chúng ta mới thấy rằng những người mà đi theo ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng lực lượng rất là đông thưa quý vị họ mà đã lên video tấn công ai á thì họ đều đồng loạt hết thưa quý vị khán giả thì qua cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng thì Hiếu cũng rất mong là YouTube mà ủng hộ cho Thiền Nam từ bấy lâu nay đó thì cũng nên là gạt đi cái tôi để mà chúng ta đồng lòng giống như là những kênh Youtube ủng hộ bà Nguyễn Vân Hằng để mà chúng ta ủng hộ yêu thương Thiền Nam giống như trước thưa vị có cái đề tài gì đó thì chúng ta cùng lên đó để mà chúng ta phản biện, phân tích nó rõ ràng để mà cho dư luận hiểu rộng hơn về cái thông tin chi tiết đó để cho nó cân bằng lại cái thông tin thưa vị chúng ta không nghe một bên mà chúng ta phải nghe hai bên à, để cho chúng ta biết được là cái sự việc đó nó diễn ra như thế nào nha thưa quý vị khán giả thì đây cũng là nội dung thông tin mà Hiếu lên chia sẻ với tất cả quý vị khán giả nhờ những sự vụ có liên quan đến hai cái drama thứ nhất là bà nguyễn phương hằng thứ hai là của thiền am mình bầu vũ trụ và những người bị những kênh youtube này uh, tấn công á, thì cũng là những người rất là uh, yếu thế giống như là thiền am thưa vị chẳng hạn như là trường hợp của đinh lan nè thì uh, hàng ngày thấy là trên tab cộng đồng kênh youtube đinh lan á, thì đăng cũng rất là nhiều bài viết cũng phản kháng đó, cũng như là uh, phòng vệ đó, đáp trả lại những kênh youtube mà đi theo ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng quý về để xem là trong cái vụ việc này như thế nào chứ bên mà ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng liệt kê Đinh Lan rồi đó họ cho rằng á sau khi mà cái phiên tòa tuyên án nhà báo luật sư hàng đi xong á thì bây giờ đến lượt Đinh Lan chuẩn bị đó thì không biết là chuẩn bị cái gì đó, thì chúng ta còn chờ đợi thời gian nha, thưa vị khán giả nhưng mà bên kia làm dữ lắm thưa vị khán giả họ uh, cũng đông ủng hộ uh, bà nguyễn phương hằng cũng đông cho nên là những kênh youtube này mà ra video clip á thì rất là được khán giả ủng hộ nha thì hiếu cũng mong là khán giả yêu thương thiền am thì cũng ủng hộ hiếu uh, giống như vậy để cho kênh của hiếu có uh, phát triển hơn nữa cũng như là để cho hiếu có thêm nhiều cái động lực tinh thần hơn nữa để mà tiếp tục là chúng ta có cái tiếng nói chung đi đòi lại công bằng lẽ phải cho thiền am cũng như những cái kênh này đi lòi lại cái công bằng lẽ phải cho bà Nguyễn Vương Hằng như thế thưa quý vị khán giả đó thì rất mong là vị khán giả ủng hộ và đồng hành cùng với Hiếu yêu thương Thiện An và cũng yêu thương kênh của Hiếu nhé Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đó cũng là nội dung thông tin hôm nay trong video này Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết thì theo vị khán giả nhận định như thế nào quý vị cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét à xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe Hiếu chia sẻ rất mong là vị khi xem để lại bình luận góp ý một like một đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển hơn nữa Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều Và một lần nữa cuối video Hiếu xin mến chúc tất cả quý vị khán giả cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc làm ăn phát tài và gia đình hạnh phúc Còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo